Chào cả nhà, nay em tiếp tục này gửi đến cho em một dòng sản phẩm cái lưu nóng mạnh hàng Nhật Bản anh em nhé, dòng VIP anh em nhé, có phím bấm điện tử này và hiển thị được độ C, độ nóng và độ lạnh anh em nhé. Thì này mình có ba phông màu, đây là màu đen này, tông đen, tất cả đều màu đen nhé. Dòng này dòng sử dụng bình úp các bạn nhé. Đấy. Và công suất trở nóng khoảng tầm 500W cho mọi người. Có liên quan không nguyên cả cái sách dẫn sử dụng đây, có liên quan về không có. Thì ra ngoài thì hiện nay mình đang có ba cái màu, một màu đen này, đấy, một màu này, Marilea này anh em nhé, và một cái màu kiểu dạng này. Đây là ba cái trong màu chính có cái dòng này giống như nhau anh em nhé. Ba màu, màu này nữa là dòng phím điện tử, dòng VIP. Trong này thì phần này anh chỉ có một đường nước ra thôi anh em nhé. Dòng cơ thì nó nóng mà lạnh, lòng điện tử thì chỉ một thôi. Anh em muốn chọn chế độ nào thì anh em ấn thôi. Đây là đèn báo nóng này, đèn báo lạnh này anh em nhé. Độ C này, độ C này, anh em mới thiết lập độ C ở đây cho mình. Còn muốn có 5, 8 này hoặc 12 anh em nhé. Đấy, đèn 12 là vừa. Đây là độ nóng. Ở đây bạn có thể thiết lập là để nóng bao nhiêu độ C anh em nhé. Đấy, 70, 90, 80. Tức là nhiệt độ nó khi nó sôi nước xong nó sẽ chuyển về nhiệt độ 90. Và nó lúc nào cũng để ngâm ở nhiệt độ 90 cho các bạn nha. Đấy, như mình để nhiệt độ 90 đây. Đấy, 90. Cho nữa 90, ok. Ở phía trên này gồm hai cái phím để anh em lấy nước, một bên lạnh bên nóng. Anh em muốn ấn vào đây thôi để làm nước ra. Đấy, ấn nóng, ấn vào đây làm nước ra, chọn rất là tệ nhé. Đó, các bạn muốn sử dụng dòng nóng các bạn phải ấn phím khóa này, tức là tránh khóa chị em anh em nhé. Thì các bạn ấn này không được này, các bạn ấn phím mở khóa này, sau đó nút nóng này, nó giống dòng cơ đấy, đấy nóng ra này nhá, bốc khói luôn. Ở phía đằng sau của máy thì gồm sẽ cho chúng ta hai công tắc để anh em có thể bật tùy tắt thì chọn đây. Anh em muốn tắt đồng thời nóng và lạnh em tắt công tắc đi cho mình. Đấy, nó coi như là một cái bình không thôi. Hình thức thì con nào cũng đều đẹp như này mọi người nhá. Dòng VIP cao cấp. Những cái tem này thì hàng mãi ra thì đều bị họ giải hết tem đi anh em nhé. Đấy, và đời con này có con đời đây 2015 này mọi người này, cái tem còn như bị xé. Bây giờ tem ngày bán các thứ đây, điện 100V, công suất tầm 500W, dòng phím điện tử con này chạy dòng này chạy siêu êm anh em nhé, lốc nước nó chạy anh em đảm bảo không một tiếng động nào luôn. Ok, anh em cần sản phẩm alo cho mình 0979 665 264.